Triều Tiên diễn tập phản công chớp nhoáng bằng tên lửa hành trình. Triều Tiên thông báo phóng thử thành công tên lửa hành trình qua số 2 trong diễn tập phản công chớp nhoáng ở vùng biển phía tây bán đảo. Lực lượng vũ trang Triều Tiên tổ chức diễn tập tại vùng biển phía tây bán đảo nhằm kiểm tra năng lực phản công chớp nhoáng và cải thiện khả năng tấn công chiến lược. Hãng thông tấn KCNA ngày 31 tháng 1 đưa tin, trong khuôn khổ diễn tập, quân đội Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chiến lược qua số 2 quả đạn bay thấp và đánh trúng mục tiêu nằm trên một hòn đảo. KCNA khẳng định vụ phóng không gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trong khu vực. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình ra vùng biển phía Tây bán đảo vào sáng ngày 30 tháng 1. GSC chưa công bố thông tin về loại và số lượng tên lửa mà Triều Tiên phóng. Triều Tiên lần đầu phóng thử hai loại tên lửa hành trình qua số 1 và qua số 2 lần lượt vào tháng 9 năm 2021 và tháng 1 năm 2022. Giới chức Hàn Quốc nhận định hai loại tên lửa này có tầm bắn khoảng 1.500 đến 2.000 km. Tên lửa hành trình thường sử dụng động cơ phản lực và bay thấp hơn so với tên lửa đạn đạo, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Các lệnh trừng phạt hiện hành của Liên Hợp Quốc không cấm Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình. Tuy nhiên, Hàn Quốc nhiều lần bày tỏ lo ngại về các vụ phóng thử tên lửa hành trình của Triều Tiên. Giới chức Hàn Quốc nhận định tên lửa hành trình Triều Tiên có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 28 tháng 1, thị sát vụ phóng thử tên lửa hành trình Bushwasher 331 phóng từ tàu ngầm, hai quả đạn bay trong hơn 2 tiếng rồi đánh trúng mục tiêu đã định trên một hòn đảo ở biển Nhật Bản. Các vụ thử tên lửa nói trên diễn ra trong lúc quan hệ giữa hai miền xấu đi và sau khi đặc nhiệm Hàn Quốc kết thúc đợt diễn tập xâm nhập kéo dài 10 ngày ở bờ biển miền Đông